Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, 7 ngày tới, ba con giáp này có quý nhân phù trợ, may mắn đua nhau kéo đến, nhận được số tiền lớn, cả năm xài không hết. Thì theo tử vi thì những con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn trong 7 ngày tới và hãy tận dụng và biết nắm bắt cái cơ hội này để đổi đời. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với con giáp thứ nhất, ấy là con giáp tuổi Mùi. Những ai cầm tinh Mùi đều hiền lành lương thiện, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Và trong 7 ngày tới, tuổi Mùi bước vào một cái giai đoạn nhất định, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được tạo cái cơ hội để đổi đời. Tử vi học có nói thì cuộc sống của tuổi Mùi có nhiều sự thay đổi tích cực, cuộc sống rủng rỉnh viên mãn, đặc biệt là trong cái thời gian này, công việc và đường tình duyên của tuổi Mùi trong năm nay có nhiều tiến triển. Thứ hai đấy là tuổi Dần. Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình. So với những con giáp khác, người tuổi Dần không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc, không ai sánh bằng. Trong xã hội, người tuổi Dần thường khiến mọi người phải dè chừng vì sự thông minh và quyết đoán của mình. Tử vi học có nói, trong năm Canh Tý 2020, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Năm trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng nỗ lực. Người tuổi Dần vốn mang mệnh giàu có và trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Trong những ngày tới, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều đặc biệt, mỗi ngày trôi qua, tuổi Dần sẽ tìm thấy niềm vui mới, có quý nhân phù trợ, giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp. Thứ ba đấy là tuổi Sửu. Những ai cầm tinh con trâu, trời sinh đều chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ luôn nỗ lực cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, cũng như luôn phấn đấu để tìm kiếm được cái cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng đầy đủ và sung túc. Người tuổi Sửu so với những con giáp khác thì người tuổi Sửu khổ trước sướng sau, những gì họ cố gắng đều được đền đáp xứng đáng vào tuổi trung niên trở đi. Tử vi học có nói thì trong cái thời gian sắp tới, người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong giai đoạn là 7 ngày sắp tới, người tuổi Sửu sẽ tìm được cái cơ hội tốt trong công việc, giúp sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng tiến đáng kể. Quý anh chị thân mến, thì theo tử vi thì đây là những cái con giáp sẽ nhận được nhiều may mắn trong 7 ngày tới. Và quý anh chị hãy tận dụng và nắm bắt cái cơ hội này để đổi đời. Và chúc quý anh chị sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.